Ok, mình sẽ hướng dẫn em sử dụng con Minota B20 này nha. Đầu tiên là em lấy cái tay hoặc lấy cái đồng xu em dặn vào chữ open là em có thể mở được cái phần nắp pin của nó ra. Thì bây giờ anh sẽ mở phần nắp pin của nó ra để em chỉ em chỗ để pin. Đó, khi mở phần nắp ra rồi nó sẽ có cái lỗ này ở chỗ để pin này. Thì pin cái máy này xài tên là 2CR5. Pin này mọi người sẽ mua ở Shopee hoặc là những chỗ rửa thì nó đều có hết. Thì hiện tại thì anh sẽ mấy bạn mua máy bên shop tụi anh á thì tụi anh sẽ cho mọi người pin mới. Pin mới nghĩa là pin chưa có xài. Yeah. Đây là pin mới. Rồi, bây giờ anh sẽ lấy pin anh gắn vô cho em xem. Đợi xí nha. Rồi. Pin gắn vô cho xem. Rồi sao? Thì cái con này á thì sự ra nó là một cái con máy mà khá là xịn của dòng Leica, nhưng mà hồi xưa là Minota nó gia công cho Leica nên là nó thừa hưởng được full công nghệ của Leica. Rồi, bỏ cái này vô. Xong rồi đóng nắp pin lại. Ok, sau khi mình đóng nắp pin lại thì nó sẽ cho mình bắt đầu gắn cuộn phim vô. Oh man, con này nó xài pin tên là 2CRB2 nha, chứ không phải là pin nó xài pin này, chứ không phải là pin 2CR5. Pin này thì mọi người chỉ có đặt Shopee hoặc là ghé những chỗ rửa mua cũng giống pin kia không, thì nó xài pin signature cho nó mà. Thì mình bỏ cục pin vô. Ok, sau đó mình đóng nắp lại. Rồi, mình đóng nắp thì nhớ kiểm tra cái khung bên đây, xong siết lại. Ok, thì thực sự ra thì đối với những cái máy bên shop anh Quyền thì anh Quyền biết gì anh Quyền sẽ chỉ đó cho mọi người, cho mọi người có thể xài được một cách bình thường nhất. Rồi, đợi xíu nha, để kiểm tra lại cái. Tại vì có một số cục pin ở nhà này hết pin, chỉ bỏ vô nó không chạy. Con này chỉ hơi lâu chút, mấy bạn thông cảm con nha. Đây là pin nè. Ok, lấy pin nhớ luôn. Con này nó có thể đeo được dây đeo cổ nữa, rồi dây đeo tai nữa. Nói chung là nó đeo được nhiều thể loại dây lắm, nhưng mà bình thường thì anh chỉ tặng dây đeo tai thôi, còn dây đeo cổ thích thì có thể mua thêm, mua ở ngoài. Ok, đây là pin mới nha, mới cắt. Rồi, mọi người hay hỏi là tại sao mình tụi mình kiểu mỗi con lại mỗi quay clip hướng dẫn, thì vấn đề là clip hướng dẫn này từ đồng thời là clip hướng dẫn và đồng thời là clip test cho mọi người xem. Có những bạn mua ở xa nên tụi mình sẽ phải lấy rất là ly dịch thì mọi người mới tin tưởng. Ok, ở đây nó sẽ có chữ L và bình thường nghe cánh trên đây thì mình có thể bấm chụp được rồi nè. Đó, mình đưa lên nhấp nhẹ nó chụp để nó lấy nét, bấm hết là nó chụp. Ok, nhấp nhẹ để nó lấy nét, bấm hết là chụp. Rồi, cái bạn này mình sao mình biết lấy focus hay chưa, mình nhấp nhẹ vô. Rồi, mình nhìn vô trong cái view ngắm á, mình giữ nhẹ xuống rồi nó sẽ lấy nét, bấm hết là nó sẽ tự chụp cho mình. Rồi, bạn này hồi flash á thì bạn sẽ mất khoảng chừng 3-10 giây để hồi flash, và sau khi mình đếm, ví dụ mình muốn chụp trong nhà hoặc ban đêm, mình đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, mình chụp nó sẽ có flash, nó sẽ automatic cho mình về việc flash luôn nha, nên mọi người cứ an tâm trong việc xài. Ở đây thì khi mình gạt cái này qua đây, bấm chụp, nó sẽ set cho mình một cái đèn. Cái đèn đó là đèn set timer, hiện giờ chụp á. Thì mình ngồi mình đợi 10 giây sau nó chụp. Ok, 10 giây, đó. Rồi, bây giờ muốn gắn phim vô á, thì cái con này khá là thông minh, là khi mà cái máy á, nó chưa có phim á, thì nó sẽ không có lên cái bộ đếm, không có lên cái counter của nó. Thì muốn gắn phim vô mình kéo này xuống, mở ra như thế này. Xong mình bỏ cái đầu phim lòi ra này, hướng lên trên. Mình kéo qua đây một đoạn. Rồi mình đóng nắp lại. Rồi sau khi em đóng nắp thì cái máy nó sẽ tự lên số 1, thông thích gì có thể chụp đó. Còn không chụp thì có thể save và lock để khóa lại. Bạn này chỉ vậy thôi, cứ chụp đến khi nào hết thì nó tự động automatic thu về cho mình. Rồi mọi người sẽ có cảm giác là trên con này mọi người sẽ rất là khỏe, và nó hồi flash rất nhanh, cũng nhanh lắm so với máy bình thường.
rồi chỗ nào đủ sáng thì nó sẽ đánh flash. Ok, giờ anh sẽ test thử coi con này nó chụp hết nó có tua gì không nha. Rồi giờ thử cứ bấm chụp thôi, chụp đến khi nào hết thì nó tua. Ok, cũng có 24 tấm rồi, hết nè. Đó, nó tua về. Ok, và lúc đó mình chỉ cần ngồi đợi wait 1 minute để nó tua. Sau khi mình wait đợi xong rồi thì nó tua hết rồi, mình chỉ cần liên nó đi rửa rồi xong. Tất cả máy bên anh đều bảo hành trong vòng 3 tháng. Nếu có vấn đề về máy thì có thể liên hệ lại trên phim cướp hoặc là insta của anh là Quyền Duy Tăng. Ok, ủa à, Facebook của anh là Quyền Duy Tăng và insta của anh là Duy Quyền. Rồi, cảm ơn mấy em nhiều nha. Chúc mấy em sẽ có những shot hình đẹp với con máy Minota Park này nha. Ok, very thanks.